Sao vậy cục cưng? Em đang bực, không có hứng. Ai làm cục cưng của anh bực? Nói ra đi, để anh xử lý cho. Anh chứ ai. Anh làm cái gì? Em ghen gì linh tinh đúng không? Chắc là linh tinh. Hôm bữa em thấy anh liếc mắt đưa tình với người khác mà. Hồi nào? Lúc ở ba. Nó chỉ là sự vô tình thôi mà. Nhưng mà em thích vậy. Là sao? Thì em thích anh tiếp cận với con bé đó. Em đang thử anh đúng không? Em đang nói thiệt. Anh không ngại tiếp xúc với người mới. Anh chỉ cần lý do thôi. Em ghét nó. Mà cái đứa em ghét á, lúc nào cũng quanh quẩn trước mặt của em. Tức không chịu nổi. Chưa kể là nó với con bạn thân của nó, lúc nào cũng thích chống đối với em. Thế bây giờ em muốn anh phải làm gì? Làm gì ở ta? Nếu mà là anh thì anh sẽ làm gì? Anh mặc kệ. Anh phải chia rẽ tụi nó cho em. Bằng cách nào? Mọi cách, miễn là mình đạt được mục đích.